Chào các bạn. Tiếp theo cái series món ngon mỗi ngày thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái món ăn rất là ngon, ăn với cơm hoặc là các bạn thể ăn kèm với lại rau luộc. Đó chính là món thịt kho tương. Thì nguyên liệu để làm cái món thịt kho tương ở đây thì mình sẽ sử dụng thịt ba chỉ. Ngon nhất là các bạn dùng thịt ba chỉ nha. Rồi kho kèm với lại cái đậu hũ này, đậu hũ chiên các bạn. Những nguyên liệu tiếp theo là tương ớt, đường thốt nốt, tiêu, mật ong, ớt khô. Hành tím, tỏi, hành lá và không thể nào thiếu được cái tương hột này. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi rửa cái phần thịt ba rọi và mình tẩm ướp nó. Rồi, cái miếng thịt mà trước khi mà các bạn tẩm ướp á, thì mình sẽ trụng sơ nó đi. Trụng sơ nó đi cho miếng thịt nó trắng, nó sạch nha các bạn. Nó sẽ thơm hơn. Trụng xong rồi mình sẽ cho nó vào trong một cái tô nước lã, nước lạnh á. Cái phần thịt sau khi mà các bạn trụng sơ qua với lại nước sôi các bạn thì mình cắt nó ra. Cắt cái miếng thì nó khoảng cái chiều dày của nó khoảng 1 cm thôi các bạn. Nè, đó, nó cỡ này thôi. Và cái bề ngang của nó thì khoảng 2 cm ha. Nó sẽ nhỏ hơn cái thịt kho tàu một chút và nó sẽ lớn hơn cái thịt kho tiêu. Thì cắt ra rồi mình cho vào tô như thế này. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị tẩm ướp. Để tẩm ướp cái phần thịt kho với lại tương á, thì mình sẽ băm nhỏ ra, băm nhuyễn ra khoảng 2 cái cây hành lá. Cho vào đây là 1/3 thìa cà phê muối hạt, 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng canh nước mắm. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh tương hột. Đó, mình cho vào 1 muỗng canh tương hột nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là khoảng 1 muỗng cà phê hành tím và tỏi băm. Cho vào để mình ướp cho thịt nó thơm. Cho vào đây là 1 thìa cà phê mật ong. Rồi khoảng 1 thìa cà phê thôi. 1 muỗng cà phê tiêu. Rồi 1 muỗng canh tương ớt. Tương ớt thì mình mua của cái hàng Torimex đó các bạn. Rồi cho vào 1 muỗng canh tương ớt. Nửa muỗng cà phê ớt khô. Nếu như các bạn không có ớt khô thì các bạn thay bằng ớt bột cũng được. Nói chung là cho nó cay cay một xíu, ăn nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cái phần sốt này lên rồi mình ướp vào trong thịt nha các bạn. Rồi, mình sẽ trộn đều cái phần sốt này lên. Trước đây khi mà ướp đồ ăn thì thường là mình sẽ cho trực tiếp vào trong cái ví dụ như là thịt cá luôn các bạn. Nhưng mà mình thấy cách ướp nó không có ngon, nó thấm không có được đều lắm. Ví dụ như có lúc có chỗ thì nó thấm ăn nó mặn mà, có chỗ thì nó lại ăn nó không có mặn mà. Sau đó thì bắt đầu mình thay đổi cái cách mà mình nêm nếm, thì mình sẽ cho tất cả vào trong một cái chén như thế này ha. Mình trộn cho nó tan hết đi rồi mình mới cho vào trong cái đồ ăn mình ướp, thì mình thấy ăn nó sẽ ngon hơn, nó thấm đều hơn các bạn. Rồi bây giờ cho vào trong cái tô thịt của mình. Ok, chúng ta sẽ trộn cái phần thịt này lên và chúng ta ướp nó trong vòng 20 phút nha các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn cho cái phần đường thốt nốt á vào trong cái nồi đi ha, mình đổ vào ít dầu ăn để mình làm cái nước màu các bạn. Chờ cho đường nó chảy ra là mình cho nước mắm vào. Đó, sau khi mình cho cái nước mắm vào thì mình thả cái phần hành tím băm và tỏi băm vào luôn các bạn để cho cái nước màu mình nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt vào. Thịt nãy giờ mình ướp cũng 20 phút rồi. Khi cho thịt vào thì các bạn để lửa lớn lên cho mình nha, để cho nó săn thịt lại các bạn, rồi mình mới để lửa nhỏ. Về cái món mà thịt kho tương á, thì thường là sẽ không có kho chung với lại nước dừa các bạn. Mình kho không thôi, kho với lại nước mắm và tương hột thôi. Và khi mà kho thì bắt đầu ban đầu thì mình sẽ không cho cái phần đậu hũ vào, mình kho chung luôn. Tại vì khi mà các bạn kho như vậy đến lúc mà thịt mình nó mềm nó thấm á, thì cái đậu hũ nó sẽ rất là mặn. Nên khi nào mà các bạn kho mà thịt nó vừa được rồi đó, rồi mình cho cái đậu hũ vào mình kho nó khoảng 10 phút nữa là được các bạn. Đậu hũ thì nó cũng dễ thấm lắm. Đó, thịt bây giờ bắt đầu nó đã săn săn lại như thế này rồi thì mình sẽ dặn nhỏ lửa thôi. Đợi một xíu nữa ha các bạn, là nêm nếm lại, ví dụ như là cảm thấy nó chưa có được đậm đà lắm thì mình thêm tương hột. Đó, hoặc là muốn tăng thêm cái mùi thơm của tương đó, thì mình bỏ tương hột thêm vào hoặc là thêm nước mắm nha các bạn. Đó, cái màu nó đẹp chưa các bạn? Ăn vụng thử miếng coi, nó ngon không? Nóng quá, nóng quá. Thịt mềm rồi, thấm rồi, đậm đà rồi, màu cũng rất đẹp rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu hũ vào. Ăn thịt bé béo ngon quá. Cho đậu hũ vào. Đó, sau khi cho đậu hũ vào, các bạn kho thêm một lát nữa rồi mình rắc tiêu và hành lá lên nữa là xong rồi các bạn.
cái món thịt kho tương á, nói chung là cách làm đơn giản lắm, không có gì cầu kỳ hết. Nguyên liệu chỉ có thịt ba chỉ, tương và đậu hũ thôi. Không có đậu hũ cũng được các bạn kho thịt với tương không ăn cũng ngon, nó thơm cái mùi tương lắm. Thì cái món ăn này có một cái điểm lưu ý các bạn là ở cái khâu tẩm ướp á, rất là quan trọng các bạn. Tẩm ướp rồi các bạn nhớ cho tất cả vào trong một cái chén nha, rồi mình trộn lên cho nó tan đi, rồi mình ướp vào thịt thì ăn nó sẽ rất thấm và ngon. Rồi và đây là cái dĩa thịt kho với lại tương. Ở Hưng Yên có một cái tương rất là ngon các bạn, tương nổi tiếng luôn á, đó là tương bần. Tương bần thì cách làm nó sẽ khác cái tương hột mà mình hay ăn, nhưng mà ở đây thì mình nghĩ là chắc là kiếm được cái tương nó không có đâu. Thường phải là những cái chỗ đặc sản Hưng Yên á thì nó sẽ có cái tương bần đó. Các bạn mua tương bần nó về các bạn kho thì nó sẽ ngon hơn. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử xem cái mùi vị nó như thế nào. Đậu hũ nè, ăn kèm với lại một miếng thịt ba rọi xem nha. Bây giờ sẽ ăn thử xem nó như thế nào. Thịt mềm mặn mà, đậu hũ thì cũng rất là vừa ăn, không quá mặn. Cái này mình có thêm một chút cơm trắng nữa, cơm trắng đó các bạn, ăn sẽ rất là ngon. Một món ăn đơn giản nhưng mà hao cơm lắm các bạn ơi, cái món này ăn với lại cơm ngon lắm. Ok, hy vọng qua cái video này mình đã chia sẻ với các bạn thêm một cái món ngon trong cái series món ngon mỗi ngày, đó chính là thịt kho tương. Hy vọng các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu như các bạn thích thì đừng quên bấm like và bấm đăng ký channel để ủng hộ mình ra những cái video mới hơn. Hoặc nếu như các bạn có cách làm nào hay hơn thì hãy cho mình biết bằng cách để lại bình luận bên dưới cái video nha. Chúng ta cùng nhau học hỏi nấu ăn nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những món ăn tiếp theo.